Những năm gần đây, tội phạm liên quan đến ma túy ngày một trẻ hóa và có nguy cơ lây nhanh chóng trong cộng đồng. Bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành chức năng của thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát hiện, kiềm chế lượng ma túy vào thành phố, ngăn chặn HIV/AIDS lây nhiễm trong cộng đồng. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS ngày 1 tháng 12, chúng tôi xin phản ánh những nỗ lực nhằm đẩy lùi ma túy HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng. Sôi nổi hào hứng, một buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy HIV/AIDS đã được Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong phối hợp với Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu mang đến cho các bạn học sinh. Mặc dù đã được trang bị những kiến thức về phòng ngừa ma túy HIV/AIDS, nhưng bằng những hình ảnh chân thực sinh động tại buổi tuyên truyền, các bạn trẻ đã thực sự có quan điểm rõ ràng về sự nguy hiểm của ma túy HIV/AIDS. Chúng ta nên tránh xa ma túy và không nên sử dụng ma túy vì đó là một cái chất gây nghiện và chất cấm, nhà nước đã cấm và rất là nguy hiểm đối với tính mạng của con người, đặc biệt là học sinh và lứa tuổi đang còn phát triển của tụi em. Thì em sẽ không sử dụng và cố gắng tuyên truyền cho mọi người là không nên sử dụng và tránh xa chất ma túy, chất cấm này. Song song với công tác tuyên truyền, phòng ngừa trong quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung điều tra làm rõ nhiều vụ án mà các đối tượng là người ngoài tỉnh tìm cách tuồn ma túy với số lượng lớn vào thành phố bán cho các đầu nậu. Mới đây nhất, ba đối tượng gồm Nguyễn Quang Thìn, trú tỉnh Nghệ An, Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc cùng trú tỉnh Quảng Nam đã bị Công an thành phố kịp thời bắt quả tang khi vừa đem 4.000 viên thuốc lắc từ miền Nam ra Đà Nẵng giao dịch. Mặc dù với thủ đoạn rất tinh vi, nhưng hoạt động của các đối tượng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng. Đối với tội phạm ma túy là đây cũng là một cái chuyên đề mà giám đốc và các lực lượng cũng phải tập trung đấu tranh ngăn chặn từ xa để mà lụa dần các cái thành phần mà mua bán vận chuyển nhập thẩm lậu ma túy vào thành phố Đà Nẵng để đảm bảo cái an ninh chính trị. Để ngăn ngừa HIV/AIDS và tệ nạn ma túy đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sự chung tay của các hội đoàn thể sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, nhất là giới trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng, thành phố Bốn An, điểm đến an toàn của du khách và bạn bè gần xa.